xin chào các bạn đến với kênh Sáng Tạo Đi Về Xe 2 của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn độ chế một cái quả pin vô một cái cây phan hàng nội địa của Makita nha các bạn. Thì cái phan Makita này á, thì cái dòng điện của nó sử dụng là 9V6 nha các bạn. Đây 9V6 thì chúng ta có thể độ vô pin 8V4 hoặc là 12V vẫn xài ngon nha các bạn. Nếu mà 12V thì nó chạy mạnh hơn là cái 9V6 này. Nhưng mà nếu mà thời gian chúng ta xài ngắn thì rất là ok. Các bạn xài lâu thì sợ nó hơi nóng của ta một chút. Còn nếu mà chúng ta sử dụng pin 8V4 thì nó sẽ chạy hơi yếu hơn, nhưng mà cái thời gian dài chúng ta xài có thể là nó ok hơn ha. Thì cái đó thì tùy theo bạn thôi. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn chế một cái cách mà chúng ta chế pin để xài. Chúng ta có thể vừa xài 12V được và xài 8V4 được ha. Thì bây giờ chế như thế nào? Đây, để mình cho các bạn xem. Thường thường á thì có nhiều bạn chế bằng mấy cái quả pin 18650 đúng không? Đây pin 18650 các bạn. Thường thường là chế vô đây là hai quả pin, đó hai quả pin vô đây ha. Nhưng mà mình á thì không chế pin này, mình chế cái loại pin GC các bạn. Đây, mình có những cái quả pin GC. Pin GC này là để cho mấy anh em á là độ chế mấy cái xe GC đó các bạn. Thì cái pin này nè, pin này mình đang cầm trên tay thì cái pin này là pin 2S. Đó, 2S là nó là pin này 8V4 đó ha các bạn. Khi mà sạc chưa đầy á, chưa sạc đầy á thì nó là 7V4 nha. Khi mà sạc đầy á nó lên được 8V4. Còn nếu mà chúng ta sử dụng pin 3S này các bạn, đây là pin 3S nha. Pin 3S thì nó là 11V, 11,1V là khi mà chưa sạc đầy. Sạc đầy lên 12V mấy ha. Đó, thì bây giờ cái pin này nè, chúng ta có thể sử dụng được pin 8V4 này hoặc pin 12V này. Còn cái dung lượng thì tùy theo các bạn, ví dụ pin 12V này chúng ta muốn sử dụng cái dung lượng nó cao hơn thì chúng ta muốn sử dụng cái dung lượng cao hơn nha. Thì pin 12V này nó có dung lượng 2002 đó, hoặc là số lượng dung lượng nó cao hơn. Còn cái này pin 82S nè, 8V4 thì có thể là pin nó 2002 và có thể là cao hơn nữa, tùy theo các bạn mua nha. Đây thì chế như thế nào, thì ở đây nó có một cái cán các bạn. Lực ưu thế là cái phan này nó có một cái cán để pin vô đây, thì cái này chúng ta có thể nhét pin 8V4 đây chúng ta có thể nhét vô. Cái học này rất là dài luôn đó, chúng ta nhét vô được thấy không, nó rất là ngon các bạn đó. Hoặc là chúng ta nhét pin 12V như đây, hay 12V như đây, rất là dễ luôn. Còn cái chuyện sạc á các bạn, sạc thì cũng rất là dễ luôn nha. Tại vì những cái loại mà pin GC này thì nó có cái hộp sạc riêng các bạn. Đây là hộp sạc pin GC, thì khi mà chúng ta sạc thì chúng ta cứ cắm vô. Thì này pin 3S ha, 3S thì nó có cổng sạc 3S ha. Còn pin 2S thì nó có cổng sạc 2S riêng. Đây. Đó, thì chúng ta mua pin này thì chúng ta mua kèm cái cục sạc này ha. Cục sạc này thì chúng ta có thể sạc pin 2S và 3S được luôn. Nó rất là tiện các bạn. Rồi thì độ chế như thế nào để mình chia sẻ cho các bạn nha. Đây để mình gỡ ra nha. Đây giờ chúng ta gỡ mấy ốc ra đi. Gỡ hết ra rồi mình sẽ chia sẻ tiếp nha bạn. Đây thì khi mà chúng ta chế thì chúng ta phải gỡ cái phan ra. Để em dặn hết ốc ra các bạn. Đó, dặn ra gỡ ra nha. Đây thì mấy cây phan này là mình mua về thì mình đã test thử rồi. Cái cây phan này nó còn rất là ngon. Đây để mình test thử lại cho các bạn xem nha. Đây để mình lấy cái cọng dây mình kẹp thử nha bạn. Đó thì ở đây là mình test thử pin 12V nè. Đây 12V mình cắm vô. Đấy mình cắm vô đó. Rồi cái chỗ đây nè các bạn. Đây mình cắm cái phần cọng ở dưới ha, cái phần trừ ở trên đó. Chúng ta bóp thử coi chạy không. Đó các bạn, nó chạy đấy các bạn. Đó không? Thì cái này nó chạy rất là tốt luôn các bạn, còn rất là ngon. Đó, thì nó đơn giản lắm, việc chúng ta chế á, thì nói tiếng chế thì nó cũng không hẳn chế gì. Thì này mình độ thôi các bạn, mình độ ra một cái gắt nha. Bây giờ mình kiếm cái cọng dây các bạn, đây cái cọng dây nè, dây điện nè. Đó, thì bây giờ chúng ta hàn cái ra một cái ngõ cộng trừ ở đây. Đây các bạn.
chạy xíu để mình nhắm cái motor lên đó. Mình nhắm cái motor lên rồi mình hàn ra một cái gắt dây ở đây các bạn, hàn chỗ đây nè, mình cạo ra mình sẽ hàn hai cái cọng dây điện như đây các bạn, hàn hai cọng điện như đây rồi bắt đầu mình hàn một cái gắt nha, cái gắt kết nối các bạn, để mình lấy cái gắt cái đây, cái gắt kết nối của cái cục pin này ha. Đó thì chúng ta muốn biết đúng cộng trừ thì chúng ta kẹp thử coi, ví dụ ở đây nè, cái này thì khi mà chúng ta gặt qua đây, gặt qua bên đó thì nó sẽ đảo chiều qua đó, thì cái motor nó chạy xoay chiều đó thì đúng của nó là thằng này đúng cộng trừ các bạn. Đây để mình thử lại các bạn. Đó thì cái công tắc này nè các bạn, cái cần gặt đảo chiều này chúng ta gặt về bên phía bển làm cho nó chạy chiều ngược qua kia, mà chúng ta kẹp đúng cộng trừ gì, khi mà chạy đúng đúng chiều gì thì nữa chúng ta hàn cái mối dưới đây là mối cộng nha. Đó rồi bây giờ chúng ta tiến hành làm thôi ha, hàn dây vô. Rồi trước tiên là chúng ta cạo cho nó sạch cái ba cái chất dơ các bạn, chất để cho nó bám điện tốt á, thì chúng ta cạo cho nó sạch đi. Đây chúng ta cạo ở ngoài đây cũng được, hoặc chúng ta hàng bên hông cũng vẫn được các bạn, chúng ta hàng bên đây cũng được vẫn được nè. Đó, không nhất thiết là hàng trong đó ha. Rồi bây giờ chúng ta dùng cái mỏ hàng ha các bạn. Đây chúng ta tẩm vô, tẩm chì hàng vô đó, nhâm cho nó bám vô ha. Đó thì nếu mà muốn ngon thì chúng ta hàn ở bên hông đi cho nó ngon hơn. Đó, chúng ta hàn bên hông này các bạn, hàn bên hông này thì nó cái độ bám chì nó tốt hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta hàn cái dây cộng trừ vô. Mấy cái cây khoan mà cắn dài các bạn, cắn dài vậy nè, thì chúng ta đổ pin GC này vô rất là dễ luôn, với lại tiện các bạn, khỏi cần chế gắt sạc gì hết. Khi mà chúng ta xài hết pin á, là chúng ta lôi ra ngoài thì chúng ta sạc thôi, rất là đơn giản. Đó xong ha. Rồi ở bên đây nếu mà các bạn mà muốn lỗ chế những cái fan Makita này thì nó phải là cái loại mà nhôm của nó các bạn, nhôm cái motor nó còn đẹp thì chúng ta hãy chế nha, còn nếu mà nó bèo quá thì chúng ta nên kiếm cây khác. Thì cái cây này còn đẹp đó các bạn, mình chế ra để dành xài các bạn. Đó rồi đây chúng ta bẻ xuống ha. Đó như vậy là cái phần mà bằng gắt này là chúng ta hàn đã xong. Đó nó đơn giản, không có gì gọi là khó khăn hết chứ, chế này thì ai cũng làm được các bạn. Thì mình chia sẻ thôi, có nhiều bạn này lấy cái cây fan này thì chúng ta thường hay chế cái pin 18650, nhưng mà mình ở đây thì mình không chế pin 18650, mình chỉ chế pin GC. Cái thứ nhất á, các bạn có thể là vừa hết pin thì chúng ta có thể lấy pin dự phòng đem theo, chúng ta thay trực tiếp được. Đó nó gần giống như là mấy cái cây fan đời mới các bạn, pin G chúng ta đem theo, chúng ta gắn vô cái gọi vậy đó. Để hồi mình làm xong rồi mình thử luôn cho các bạn xem. Đó. Rồi bây giờ chúng ta tẩm chì vô cái gắt ha. Đây cái gắt này các bạn. Gắt á thì các bạn xem nè. Cái gắt này là bên cái phía vuông này các bạn. Đây phía vuông này là bên này bên cổng nè. Đó các bạn thấy không? Này, chúng ta cắm vô thì bên cái phía chân này thì bên cái chân vuông nè thì nó là màu đỏ thì chúng ta hàn mới cộng vô đây. Đó. Rồi bây giờ để mình hàn mới cộng vô nha. Trước khi hàn chúng ta tẩm cho nó có chì sẵn ha. Hàn vô cái là nó bám liền. Đó, ta đậm nó chì vô. Đó. Đậm vô ha, đậm vô một phần. Đó. Rồi, tới bên đây các bạn. Rồi, bên đây cũng vậy nha, bên đây chúng ta cũng đậm chì vô. Cái này thì bên thợ điện thì có bạn nào cũng chuyên về thợ điện thì bạn nào cũng biết cái cách làm này. Thì cái này mình chia sẻ cho những anh em nào chưa từng biết cái pin GC này, chúng ta có thể độ vô nó tiện hơn là cái pin 18650 các bạn. Rồi xong đó. Rồi bây giờ để mình coi cái ống này vô vừa không. Đây các bạn, mình được ống này vô ha. Cái này là cái ken đó các bạn. Hơi thì cái này nó hơi cái nó hơi để nó ấy cái vỏ pin đó các bạn. Đây rồi chúng ta dùng cái cây khò, đây khò vô
Đó, cho nó cái này ha. Rồi. Rồi xong rồi. Đây, mình tỉa cho nó gọn nha. Rồi, như vậy là mình đã chế xong các bạn. Đây để mình thử luôn cho các bạn xem thì nó rất là đơn giản luôn cái gắt này. Thì chúng ta muốn sử dụng pin 8.4, đây 8.4 thì chúng ta cứ cắm vô ha. Đây cắm vô gì? Đó là chúng ta bóp. Đó bóp là nó chạy ha. Đây đã chiều rồi các bạn. Nhặt ra. Đó, không, đơn giản thôi. Đây để còn khi mà mình không xài mình rút ra. Nó đơn giản ha các bạn. Bây giờ mình gắp lại nha, mình gắp lại mình thử luôn cho các bạn xem. Cái dây này nè, cái dây này chúng ta đưa tới ngoài nè các bạn. Đây. Trước khi gắp vô thì các bạn để motor cho nó ăn ngon lành xuống ha. Đó, cho nó ăn tiếp xúc xuống cho nó ngon. Đó, rồi khi mình gắp vô cho nó khớp. À, mình chút ốc ra đi cho nó dễ gắn mà. Có ốc á, nó dướng dướng. Vô ha, vô khớp. Rồi xong rồi chúng ta dặn ốc lại các bạn. Rồi để mình dặn giá lại nha. Rồi đây. Rồi chúng ta dặn cái móc này vô luôn các bạn. Rồi xong. Rồi bây giờ chúng ta thí dụ á, đó các bạn dầm trong này nè. Đó mình đã chế xong. Rồi bây giờ nếu mà bạn nào muốn chắc cú thì chúng ta nhét vô một cái miếng mốt các bạn. Đây. Để mình lấy cái miếng mốt các bạn. Đây miếng mốt này ha. Đây chúng ta cắt cho một miếng ha. Miếng này thì chúng ta có thể nhét vô trong. Đây, nhét vô trong để cho nó đừng có cọ chạm gì nữa các bạn. Đây, nhét sâu vô ha. Đó, rồi. Như vậy á thì khi mà các bạn muốn xài pin 8.4, đây 8.4 đó các bạn. Đây thì chúng ta gắn vô. Đó, gắn vô vậy ha. Đây. Đó, xong rồi. Rồi các bạn nhét pin vô. Các bạn nhét pin vô. Đó. Rồi, chúng ta cứ nhét dây vô các bạn, nhét dây vô. Cho gọn ghẻ ha. Rồi xong đóng lại. Đó. Bây giờ chúng ta có cái khoang nè, ha. Đó, chuyện ngon lành. Đây đảo chiều lại nè. Đó, thì chúng ta chạy ngược lên này các bạn. Đó, ha. Ngon lành ha. Đây đảo qua nè. Đó. Cực kỳ ngon nha các bạn. Đó. Khi nào mà các bạn muốn xài pin 12V. Đây 12V bạn, 12V thì chúng ta gỡ ra. Đây, gỡ ra gì? Đó, chúng ta thay cái pin vô 12V. Thì nếu mà bạn nào muốn đi đâu chúng ta đem theo nhiều cục pin đó các bạn. Đây pin 12V nha. 12V vẫn xài được nha các bạn. Đó 12V xong rồi chúng ta nhét vô. Đó cái gì thôi. Đơn giản các bạn. Đó. Thấy không? Chúng ta thay pin rất là nhanh luôn, tích tắc luôn các bạn. Đó. Đây. Đó không? 12V thì nó mạnh hơn, xài rất là ngon nha các bạn. Nếu mà các bạn chế thì mình khuyên các bạn nên chế 12V, xài cho nó ngon nha. Đó. Cực kỳ ngon luôn. Đây, coi cái này. Đây, cái này tôi nhanh nè các bạn. Hồi nãy là tôi chậm, nha, cái này tôi nhanh nha. Đó, tôi nhanh đó, thấy không? Cực kỳ ngon nha các bạn. Khi mà hết pin á thì chúng ta có thể sạc. Đây, hết pin á là mình lấy cái dây sạc đó các bạn. Đây, cái này là của cái cục sạc pin GC nè. Đó, chúng ta đó, chúng ta cắm như vậy ha. Đây. Anh để cái này qua bên. Đây mình cắm điện cho các bạn, cắm điện vô bộ sạc nè.
Thì nếu mà bạn nào muốn sạc, muốn khỏi cần rút ra thì chúng ta chỉ cần kéo dây này ra chúng ta sạc thôi. Hoặc là các bạn muốn chắc cứu thì chúng ta kéo ngoài luôn ha. Kéo ngoài gì? Đó, chúng ta rút điện ra. Rồi, cảm ơn là sạc luôn ha. Đây, cái này pin 3S nha. 3S thì chúng ta sạc đây. Đó. Khi mà sạc ba bóng đèn này nó báo là đèn xanh hết thì nó đã là sạc đủ nha các bạn. Đó, còn bạn nào mà muốn sạc pin 2S, pin 8.4 thì chúng ta đây cũng có cái ngõ sạc 8.4 luôn. Thì cái bộ sạc này thì nó sạc cho cả hai loại pin. 8.4 và 12V thì rất là tiện luôn các bạn. Đó, khi nào mà các bạn xài cảm thấy mà nó đầy rồi. Đó, sạc nó đầy rồi thì chúng ta cứ cắm vô. Đó, cắm vô đây. Đó, nhét pin vô sạc. Đơn giản đó các bạn. Thay pin rất là nhanh và gọn lẹ luôn các bạn ơi. Đó, chúng ta cứ nhét gọn như vậy ha. Đó, dây chạc thì nhét gọn vô xài vậy thôi. Đó, đơn giản. Đó, và có cái phăng pin xài cực kỳ nhanh, cực kỳ gọn luôn các bạn. Rồi, rồi hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà chế chế pin phăng cho cái độ pin phăng cho cái phăng Makita Makita hàng bãi, hàng nghĩa địa các bạn. Thì loại 96 tới đây là xong. Thì bạn nào xem kênh mình nếu mà thấy có hay và bổ ích thì nhớ chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ vô nhấn nút đăng ký và nhấn cái chuông để cho nó thông báo lên. Khi mà mình đăng clip mới thì các bạn vô nhận được cái thông báo và vô đăng ký sớm để coi nha các bạn. Rồi thôi, xin chào tạm biệt các bạn nha.